Tổng hợp diễn biến Euro 2024 ngày 21 tháng 6. Chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch Italy, đội tuyển Tây Ban Nha sớm giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng B. Trong khi đội tuyển Anh hòa thất vọng trước Đan Mạch, Slovenia, Serbia hòa 1-1 trong trận cầu kịch tính. Huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente tỏ ra hưng phấn sau khi giành vé vào vòng knockout với chiến thắng trước Italy vào rạng sáng nay. 3 điểm vừa qua giúp thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente đứng đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, chưa nhận bàn thua nào. Họ là đội duy nhất làm được điều này. Có lẽ vì vậy mà vị huấn luyện viên này khẳng định tại Euro 2024 không có lựa chọn nào tốt hơn Tây Ban Nha. Phút 18, Kyle Walker với khả năng bứt tốc đã trừng phạt sai lầm của hậu vệ bên phía Đan Mạch. Cầu thủ 34 tuổi của Anh đã có đường căng ngang chính xác để đội trưởng Harry Kane đệm bóng mở tỷ số 1-0 của trận đấu. Qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, các cổ động viên Đan Mạch đã được ăn mừng bàn thắng với cú dứt điểm đẹp mắt của Morten Hazuman ở phút 34, đồng thời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Dù chỉ giành được một điểm, thế nhưng đội tuyển Anh vẫn giữ vững vàng ngôi đầu bảng C với 4 điểm có được. Trong khi đó, đội tuyển Đan Mạch có được 2 điểm sau 2 lượt đầu, ngang bằng với Slovenia. Phút 90+5, khi tỷ số đang là 1-0, toàn bộ cầu thủ Serbia dồn sang phần sân Slovenia, kể cả thủ thành Raskovic. Đó là cú đá phạt góc cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng của Serbia. Và rồi hàng nghìn cổ động viên Serbia đã vỡ òa sung sướng. Ilic đá phạt góc, Jovic bật cao hơn tất cả, đánh đầu chéo góc hiểm hóc, đánh bại Oblak, gỡ hòa cho Serbia. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu, mang đến cho Euro 2024 thêm một cuộc thư hùng đầy kịch tính. Ở trận đấu sáng nay 21 tháng 6 trên sân Ventins Arena Đức, Italy thua với tỷ số 0-1. Trong ngày lép vế hoàn toàn, Italy cầm bóng 44%, chỉ thực hiện 3 cú sút với một lần trúng đích so với 56% thời gian kiểm soát bóng. 20 cú sút, trong đó có 8 pha dứt điểm trúng đích của Tây Ban Nha. Azzurri thua với tỷ số 0-1 vì pha phản lưới nhà hậu vệ Riccardo Calafiori không may thiết lập dấu mốc không hề mong muốn ở trận Italy thua Tây Ban Nha tại lượt thứ 2 bảng B Euro 2024. Lịch thi đấu Euro 2024 hôm nay 21-22 tháng 6, 20 giờ ngày 21 tháng 6 Slovakia và Ukraine, 23 giờ ngày 21 tháng 6 Ba Lan và Áo, 2 giờ ngày 22 tháng 6 Hà Lan và Pháp. Trong đó, tâm điểm tại lượt đấu thứ 2 vòng bảng, Hà Lan sẽ đối đầu với tuyển Pháp. Đây được xem là trận chung kết của bảng B. Trong cuộc chiến này, cả hai đều muốn vượt qua đối thủ để có tấm vé vào vòng 1/8 sớm. Các chuyên gia dự đoán Ba Lan và Áo sẽ có một trận cầu giằng co. Với tuyển Ukraine, họ không có đường lui, buộc phải thắng Slovakia để mở ra hy vọng đi tiếp tại Euro 2024.